Vâng, dùng thuốc lào nhà mày là nhất. Lứt mẹ đi. Gặp nhung thuốc lào. Đúng rồi, kệ. Sút hút xì gà. Gặp, gặp chân gà. Uống rượu vang. Của bà vẫn vẫn bà vẫn vào xem bình thường. Chị nói thật đấy, đến bố con Thảo không dám đến đấy, đừng nói con Thảo. Đừng nhắc đến nữa em ạ, mất vui. Lúc này đang buồn phở bò nó bị. Bà bật nhỏ tiếng kìa, bà ấm ấm. Bà kỳ quá. Đúng rồi, mà mình mẹ chị xem, mẹ chị đang xem này, đang ngồi đây xem này. Mẹ chị đang xem á. Vừa đi ăn về em ạ. Chào Viện. Chào Nguyễn Gia Phương. Chào Sơn Nhảy. Đấy, đang cố tình để mở to để trêu đấy. Nó thương mẹ đấy. Mấy đứa nó bảo là nó thương mẹ, là mẹ không có gì xem. Cho nên là chị á, chị đang ở quận nhất. Đang trêu người này. Đang trêu người đấy. Mà tất cả bị sập hết, một mình bà không sập. Chị hôm nay ngày nay chị khản cổ quá, để cho mấy hôm nữa chị đỡ khản khản đã, xong rồi chị chọc, chị trêu. Trêu nó vui, trêu đấy nó vui á. Trêu đấy vui phết. Hello tất cả mọi người. Trêu vui. Nhưng mà nha, chị nói thật nha. Mọi người an cái nick kia của chị á. Chứ cái nick đấy, nick này nhá, nick này mà bị mình quay video á, mình nói á, nó bị sập video luôn. Thôi, hả? Đấy, chị nói chuyện đang hát tặng vợ này này. Để quạt ra, tôi ra ngoài kia ngồi. Nóng á. Ôi. Ù. Chị Phương mới làm loa, làm loa là cái làm gì? Vừa ca sĩ lại vừa giết. Hâm à. Em thấy chị đi chơi suốt để thời gian đâu mà làm. Làm cái gì? Hello Hiệp sĩ TV. Sao lại bảo làm loa?